Mạnh Khương. Mến chào em sĩ ở An Xuân, Tuy An, Phú Yên ha. Em có gọi điện đặt anh ủng hộ anh bộ hát X7. Cục hát X7 chứ không phải là bộ hát. Cái video này là anh lấy cái mic BM900 á, cái dòng mic mà thấp tiền nhất trong các loại mic thu âm á, anh gắn vào anh test cho em ha. Vì em nói nhà em có cái mic bình thường BM900 rồi. Sau này em có muốn nâng cấp lên mic vài trăm, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu đó tùy ha. Tại vì cục này nó sử dụng được tất cả các loại mic luôn nha. 48V đều hát được nha. Bây giờ anh tăng nhạc, anh test, anh đã chỉnh sẵn rồi. Nếu mà sau này dư chép bass gì thì em cứ chỉnh lại nha. Kiểm tra một đoạn cho em văn sĩ ở Tuy An, Phú Yên. An Xuân, Tuy An, Phú Yên tìm nhau karaoke Nhật Nguyễn. Cái này là chép nha, chép nè, chép chung bát. Anh đi tìm em hơn nửa đời người, anh đi tìm em hơn nửa vòng trái đất. Ta đã gặp rồi thôi, khấn khoái chờ mong, chờ để chia lìa như chức nữ ngu lang. Anh đi tìm em khắp cả đường trần, anh đi tìm em đau thương đầy nước mắt. Ta mất nhau rồi, ta sẽ chẳng còn chi. Nếu mất nhau rồi, ta xua kiếp đơn côi. Em ơi, tình yêu không muộn. Em ơi, sâu chỉ một ngày. Tìm nhau gian khổ nhiều rồi, ta đi tìm nhau hơn nửa đời đánh mất. Giông tố qua rồi, ta giữ lấy tình yêu, chia ngọt sẻ bùi đến xua kiếp bên nhau. Một lần nữa cảm ơn em sĩ ở An Xuân, Tuy An, Phú Yên ha. Cục hát này thì cũng không tới 1 triệu ha. Và anh bao phí toàn Việt Nam cho em ha. Và anh có kèm theo cho em hai cái chăn kẹp, hai chăn kẹp điện thoại có tặng em á. Về nếu mà em thấy dư hai cái chăn kẹp đó là anh bỏ thêm vào đó nha. Em có thể một chăn thì em lấy cái điện thoại gắn vô điện thoại phát nhạc ha. Còn một chăn thì em dương lên em hát live stream ha. Chung như vậy ha. Em về em chỉ gắn mic của em và cái tai nghe vào là xong. Vì cáp sạc, cáp cấp nguồn đều có, dây lai đều có trên cái cục này nó có sẵn nha. Cảm ơn sĩ.